nước tương, đường, với cá mồi. Chị ở đâu lại đây hả chị? Ở từ đường Gạch Cha. Từ đường Gạch Cha là Gạch Cha trộn hả? Xã Thiện Mỹ mình á. À Thiện Mỹ. Rồi sao mình biết ở đây là mình thấy chị? Coi cái thầy giáo đồng bữa đó hỏi rồi mới biết đó. Dạ. Là hôm nay mình tới mình hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Ngọc chị My. Cô thấy bớt hả? Hai chị em đi chung hả? Ba chị em luôn. Ba chị em, mấy chị kia không dám vô hả? Mời sẵn đây để tụi em dẫn vô luôn. Sợ hả? Không, sao chị đâu? Có điện đó chưa chính? Chị lợi hả? Biết sao nãy giờ kiếm lâu dữ lắm rồi đó. Tính điện mà nãy ghi, ghi cái số điện thoại của cưng nè. Cái ghi hồi bỏ miếng giấy mất tiêu. Sao biết đường điện luôn. Biết đường vô tới đây cũng hay á. Chạy 80 vòng rồi đó. 80 vòng hả? Đúng rồi, thấy nếu mà bên kia rồi qua đây nhớ chiếc cửa có cái miếng da dán vậy đó. Dạ. Đúng là mình có đi rồi mình thấy nó dễ nhưng mà người mới lần đầu tiên đi thì sẽ thấy rất là khó. Tới rồi hả? Biết sao ấn tượng cái là có miếng dán đó mới nhớ đó. Ờ, tại vì nhìn ở dưới cái bên đây có cái khu công nghiệp nè mà ở dưới chân cầu. Dạ. Bốn là mình bốn chị em luôn hay sao, là hàng xóm với nhau. Cái thằng đó là cháu. Cháu. Con nhỏ đó cũng cháu của chị này. Rồi cháu mình đi chung đây. Đây cái gì vậy? Con bớt bệnh chưa? Hiện tại không, thì không có ra đây chị. Ngọc về nhà chồng. Còn ở Lộc Chiếm đi về nhà rồi, còn anh Ngọc ở đây thôi. Vậy hả? Rồi, vậy cũng như không. Có anh Ngọc ra kìa, coi anh rước chị vậy không? Sao không kêu rước nhỏ đó ra đây giùm đi. Anh ra kìa chị. Chị ngồi chị lên nói chuyện nhanh đi. Đây anh Ngọc đang ra này, cô chú anh chị. Nhà Ngọc gần đây không? Con My. Rước con My. My ngoài kia. Rước nó về đó. Có khi nào mà rước nó về đây được ha? Rước nó đi. Chị gặp nó chút coi. Rước đây người ta giúp cho. Xem trên YouTube mình biết mình ở đây. Đây là mấy cô tình cờ xem những video clip ở trên kênh của mọi người xuống đây thôi. Thì mấy anh em cũng vô tình gặp mấy chị ở đây chứ không hỗ trợ tình cờ. Qua xem như vậy thưa cô cho con hỏi là mình thấy hoàn cảnh đây như thế nào thưa cô? Thì thấy trong cái mấy cái clip nè quay nè. Dạ. Nhìn thấy thôi chứ đâu biết cái gì đâu. Ý là trong lòng mình nghĩ là thương hay là như thế nào? Con nghĩ là chắc thương rồi bữa nay mới xuống tới đây nè, đúng không? Rồi xuống tại vì mình thấy coi nó như thế nào, thấy thầy rồi lại chị bệnh á. Dạ. À cái đó là cái gọi là thắc mắc người thương. Thấy cái lên dòm coi nó ra thế nào. Dạ dạ. Hy vọng là thấy bữa đó ông thầy chùa mà ông ở đâu mà ông lại đó. Dạ. Rồi ông lấy cây quýnh nữa đó. Nên là ông nói cái người này mọc tới 4 cái năm. Trời. Rồi mình nghĩ là thấy lạ quá, người nào mà mọc tới 4 cái năm vậy. Dạ. Cái đó trong tâm linh thôi chứ đâu có mọc ở ngoài đó. Mình để coi cái nó ra làm sao. Dạ. Nên nhìn thấy ra làm sao. Chứ cũng không có gì đâu để họ nó về gặp mi coi ra làm sao. Dạ dạ. Chào mọi người. Chở ra đi. Nó chứ 1000 năm nó chưa có khi nào mà gặp người này là người ta đi đầu tiên là người ta giúp thôi chứ không phải là đi 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 được thì đi không được thì mình không được là người ta về đó. Vậy hả? Nói chung từ hồi nào giờ là không có đi cái vụ này đâu, nhưng mà thấy cái cô này quá khổ, nhà có đứa con gái hả? Đi đi. Nói thiệt chị nói hết là chứ không có ai mà gạt lấy của cưng ngàn nào đâu mà sợ. Cô có tiền đâu gạt. Nói chung người ta buồn to nói. Có mấy nhà tranh có gì đâu gạt. Có cái cây trò chanh có gì đâu gạt. Xe cũng mượn của người ta đó nè. Nói chung là có duyên mới gặp chứ không phải tự nhiên mà ai mà tối bằng làm gì mà đi kiếm nắng muốn chết. Có duyên đó. Có duyên hết rồi đâu phải. Mà mấy ngày nay là mấy lần có người tới anh đi vô chồng anh rước thì chị cũng không ra tại vì không, nhưng mà lần này rước là ra đó. biết đâu biết có duyên hay không. Nếu mà nó ra nó có duyên là nó hết đó. Dạ. Từ bữa nghe đó ông thầy ổng nói là thấy ông thầy đó luôn. Ổng làm mà kêu nó về lắm, chị về đó ăn mi á. Rồi chị ở dưới chị hay nói ông thầy nè, ông nói cái người này tới tới 4 cái năm.
chị nghĩ rằng là không ai bốn cái nanh. Chỉ hai cái thôi. Đúng ai rồi, cũng là hai cái nanh. Chứ không bao giờ mà tới bốn cái nanh. Rồi từ cái bữa đó thì ông thầy nghe kêu nói đi về trong mẹ đi mà không chịu đi, rồi chị nói thấy để bữa nào có dịp chị đi ngang đây chị ghé cho nó gặp. Thì cái phần tâm linh thì tụi em cũng không có gặp. Giúp cho nó hết bệnh. Tụi em cũng không biết gì về phần tâm linh đó. Chứ nói chung là ở đây hồi nào giờ người ta chưa bao giờ mà người ta đi lên tới chỗ vậy đâu. Chưa. Tại vì gần bên trong thầy kia ông mấy trăm cây số mà là sẵn chiến. Còn mình ở gần đây người ta ghé đây người ta giúp cũng được. Chưa cũng không biết sao. Thì duyên nợ đi. Thấy mặt đi rồi mới biết. Qua câu chuyện cô chia sẻ, con nghĩ là cô cũng biết chút gì về tâm linh. Biết chứ. Biết. Con nghĩ là vậy. Cho nên là cô có quý hôm nay đến đây để giúp cho My hết bệnh. Chị My hết bệnh. Ừ, thì có duyên hẹn My nó ra thì giúp để ra còn gặp mặt rồi mới biết chứ. Dạ. Theo trong nó không ra cái người này nếu mà tin tưởng thì cha mẹ nó cũng tin, nhiều khi người khác lỡ không ra mà ở đây lỡ người đó ra là sao? Dạ. Kiểu như người ta chờ đợi lâu rồi. Tại vì bữa mở lên là thấy ông thầy đó đang làm đó. Rồi cái nói ông thầy này ông không có giúp được đâu. Rồi ở đây là nói chung là ở đây nói giúp được rồi ba người mới nói đi đi giúp. Chứ yeah. Nào giờ là không có đi. Yeah. Ai đem lại tới chỗ thì làm. Chứ không có đi mà ra ngoài làm như vậy. Dạ. Yeah. Cô cho con hỏi là qua những cái video mà cô đã xem thì cô có nghĩ rằng là My đã bị bệnh tâm linh không cô? Có. Có em. Cái vấn đề đó là có nặng lắm không thưa cô? Không. Không em. Nếu mà bên tâm linh thì mình xin người ta chịu ra là mình hết. Nhưng mà chủ nhà phải tin tưởng, phải hợp tác. Phải cúng cho cái người phước đó ăn. Dạ đúng rồi. Chứ nói chung là ai chết rồi nói hay chết là hết, thật ra không có đâu. Người chết cũng như người sống, ban ngày thì của mình, ban đêm thì của họ. Dạ ban đêm của người ta. Nhưng mà mình tin tưởng thì mình cho người ta cơ hội. Dạ. Người ta chịu đi xuống mẹ tu là hết. Cô làm con nổ cục hết thiệt. Dạ. Nói chứ ai cũng vậy chứ phải biết nếu mà mình không tin là con mình có thể bỏ xác. Dạ. Phải tin người ta, nhưng nói chung người ta cũng không có gạt mình, người ta lấy đồng xu các bạc nào. Dạ cô cho con hỏi là nếu là cái duyên hoặc là cô đã bỏ đường xa cô tới đây rồi, nếu mà ngày hôm nay My không ra đây cô có sẵn lòng đi vô trong nhà không cô? Sẽ hỏi lại người đó. Dạ. Cái đó là chị, mình giúp thì giúp cho chót luôn thưa cô. Dạ. Hồi nãy tính đi vô nhà My nha, nhưng dạ. Mà nghe nói là coi trên là nó My nó về 2 ngày rồi. Thì nói kệ tới đây đi, nãy bà kia bà chỉ là nghe cái chùa đó là đi vô đó. Dạ. Rồi nói vô nhà My mà sợ My không có nhà rồi thành ra mới quẹo ra đây trước. Dạ. Bữa nay là 3 ngày chị My chưa ra đây. 3 ngày hả? Bữa nay là 3 ngày. Chưa ra. Vậy là My nó ở đây lâu chưa? Lâu rồi chị. Vậy là mình mới coi đây mà. Hồi nào giờ cũng không có biết coi trên đó nữa. Cái coi rồi thấy vậy. Bút chi Mai. Thôi vậy con cảm ơn cô nhiều nha. Ừ. À dạ. Ủa chị, cái này chị được bệnh gì vậy? Đăng cái con cua đồng rồi đó. Lấy cái lá này đâm con cua đồng. Lấy hết chân vậy nè. À, mình đâm những con cua sống mình nữa, đâm nó. Mình làm gì nữa chị? Cái mình nằm lên cho nó hết. Cái mình à. Trên mình nằm mình hơi xuống. Ờ, đâm với con cua đồng nằm là nó chị nhức lưng. Đây cũng là một cái phương thức mới nha mọi người. Cái cây này gọi là cây gì chị? Cây rau bợ. Rồi cây rau bợ đâm với con cua đồng. Rồi chảy lên rồi nằm lên là chị nhức lưng. Ờ, đó là một bài thuốc rất là hiệu quả đúng không? Hiệu quả lắm ha chị hả? Thấy người ta làm hết á mà đi kiếm đâu có cây này đâu. Dạ dạ. À cũng là chị cũng thấy người ta làm hết ở đây cũng là cái lần đầu chị làm đó nha. Người ta làm hết rồi. Dạ. À, thì qua cái nội dung video của Nghĩa thì đây cũng có một cây rau bợ chị đâm với cua đồng chị nhức lưng. Cô chú anh chị các bạn, nếu cô chú anh chị các bạn đã xem được video của Nghĩa thì có người thân hay là như thế nào bị nhức lưng thì mình thử cái phương thức này xem sao nha. Cây rau bợ thì mọc rất nhiều ở vùng nông thôn nè. Đây Nghĩa sẽ quay cận cảnh cây rau bợ cho cô chú anh chị các bạn xem. À, thì chúng ta cũng rất dễ tìm dễ kiếm thôi. À, đâm với con cua đồng thì nó nằm lên sẽ chịu nhất lên.
Còn video của Nghĩa đến đây xin được kết thúc. Nghĩa xin gửi lời chào tạm biệt cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa đến thời điểm này. Nội dung video thì cũng có mấy cô ở tận Thiện Mỹ xa xôi đến đây để giúp cho chị My khỏi căn bệnh. Thì theo quan điểm của cô đã xem những video vừa qua thì chị My đã mắc phải căn bệnh tâm linh thưa cô chú anh chị các bạn. Và mấy cô đây cũng biết nhiều về tâm linh. Và mấy cô vượt đường xa đến đây để có lòng trị cho chị My hết bệnh. Cũng mong là qua cái buổi gặp gỡ này mấy cô sẽ gặp được chị My và căn bệnh của chị sẽ tiến triển tốt hơn và sẽ khỏi bệnh trong nay mai ạ. Còn video của Nghĩa xin được kết thúc đây. Xin gửi lời chào tạm biệt quý cô chú anh chị các bạn luôn quan tâm theo dõi video của Nghĩa đến thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ.